cái việc mà của khu đô thị mới Thủ Thiêm này phải được đưa lên cái bàn hội nghị của Đại hội đại biểu Quốc hội toàn quốc và Ban Bí thư Trung ương để giải quyết cái vấn đề Thủ Thiêm này. Vì vấn đề Thủ Thiêm này nó quá lớn, mà đã sau 10 năm là bà con đã trình bày, mà đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc, nhưng mà rất là nhiều lần, nhưng mà không giải quyết được, không giải quyết được mà cứ quanh co là lần nữa, là thời gian kéo dài quá lâu làm cho bà con rất là khổ sở. Thì mong muốn của anh nói riêng và bà con Thủ Thiêm nói chung là phải được Trung ương vào cuộc để giải quyết cho rốt ráo, để cho giảm bớt cái phần nào cái sự mà khổ cực của bà con kéo dài trong 10 năm nay. Cũng nhờ là báo chí báo đài vào cuộc rầm rộ thì bà con rất là hy vọng, rất là hy vọng cái sự việc này sẽ sớm giải quyết để giảm bớt cái phần nào là cái khổ sở của bà con đô thị mới Thủ Thiêm. Rất là hy vọng. Rồi riêng bản thân anh thì nếu mà gia đình anh trước đây là có tiệm cho thuê đồ cưới, mua bán những cái đồ về phục vụ đồ cưới á, thì anh hy vọng rằng sẽ là nếu mà nhà anh mà nằm ngoài ranh quy hoạch thì phải trả lại đất nhà anh ngay chỗ cũ để anh tiếp tục là kinh doanh mua bán. Rồi hiện tại là sau khi mà bị cưỡng chế giải tỏa đó thì gia đình anh là hoàn toàn là thất nghiệp. Người ta đã tiệm quán như vậy đó mà người ta vô, ta cưỡng chế giải tỏa rồi ta quăng đồ đạc nhà mình vô cái tạm cư rồi xong là coi như là sống chết mặc bay. Là cái sự việc mà kinh doanh của gia đình anh họ hoàn toàn họ không đối hoài tới đó, họ không có đối hoài tới là mình sống chết như thế nào, mà họ cứ cưỡng chế xong quăng vô tạm cư rồi xong đó. Trong khi cái thương hiệu thì em cũng biết rồi, đã tạo dựng lên mà bao nhiêu năm mới được cái thương hiệu, mà sau đó là vì chính quyền vì muốn giải tỏa thôi để mà phục vụ cho một cái lợi ích nào đó mà không bất cần cái sự sống của cái người dân, rồi cái làm cho giờ như là gia đình anh á, bà xã anh phải thất nghiệp, không còn chỗ buôn bán, anh phải đi chạy xe mướn để mà kiếm tiền sinh sống, để mà tiếp tục đi khiếu nại khiếu kiện. Là sau rất nhiều năm đi khiếu nại rồi gặp từ Hà Nội cho tới thành phố, gặp ông Lê Hoàng Quân cũng có, ông Nguyễn Thành Phong cũng có, và đều hứa hẹn nhưng mà không một lần nào giải quyết cho dân cả. Và bản thân chúng tôi là những người dân đã bị quá khổ sở bởi cái quy hoạch của đô thị mới Thủ Thiêm này một cách nó không rõ ràng, minh bạch, và chính vì thế nó gây lên cái bức xúc cho người dân kéo dài quá lâu. Mà đến nay thì chính quyền, theo cái cá nhân tôi thì chính quyền gần như là dùng quyền lực để cưỡng chế áp đặt dân, chứ không có phải nó là một cái quy hoạch mà đem lại những cái tiêu chí tốt đẹp cho người dân như lúc ban đầu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cũng như là cái tờ trình của những của các vị lãnh đạo của thành phố lúc trước, là đem cái tiêu chí đem lại cho dân, người dân đô thị mới Thủ Thiêm là những người sinh sống lâu năm phải chịu, phải bị hy sinh đất nhà của mình để cho cái dự án này được thành công. Vậy mà cuối cùng chúng tôi phải bị tá túc, bị lung tung hết, không còn một cái người nào được ở chỗ này cả. Bản thân về cái gia đình tôi thì một lần nữa tôi cũng xin nói là tôi có tổng cộng ở đó là ba căn nhà. Gia đình tôi là gia đình chính sách, bố tôi là liệt sĩ, mẹ tôi năm nay gần 80 tuổi. Mà vào ngày 1 tháng 11 năm 2012, chính quyền không đưa một cái quyết định thu hồi đất nào, không đưa một cái phương án nào thỏa thuận với tôi để mà hiệp thương. Nhà tôi sổ hồng sổ đỏ có luôn, được công nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sử dụng nhà ở, nhưng chính quyền vẫn đè ra để coi như là cưỡng chế tháo dỡ. Và coi như là cũng sau khi cưỡng chế, gia đình nhà tôi không cần biết gia đình nhà tôi đi đâu làm cái gì, trong khi đó tôi đang có cửa hàng kinh doanh buôn bán để làm ăn nuôi sống gia đình tôi, 5 đứa con và một bà mẹ già thôi nữa. Chính quyền không trợ giúp cho tôi một cái gì, tôi tự no đi đâu thì đi. Tôi phải đi mướn một cái nhà ở một tháng 13 triệu đồng
để coi như là mới đủ cái công năng cho gia đình ở. Mà chính quyền từ ngày đó cũng chưa bao giờ hỏi tôi được một câu là bây giờ ra thế nào. Không giải quyết, tôi đi khiếu nại cũng lên đến trên đến thanh tra thành phố, xong rồi cũng nằm ở đó. Và đến bây giờ thì coi như là sau cái buổi tiếp xúc này thì tôi cũng mong rằng, tôi vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ sẽ làm sát sao để giải quyết cho bà con mau chóng ổn định cuộc sống, về nơi ở cũ của mình. Theo tôi là về nơi ở cũ của mình, vì đó là những nơi mà đã sinh sống, làm ăn và rất nhiều những kỷ niệm của bà con ở đó. Và bà con lại được quay quần về bên nhau để làm ăn sinh sống. Quá bất công cái sự mà đập nhà mà vô trách nhiệm, mà vô pháp luật như vậy. Dù là một cái nhà cửa người ta mà không có một cái giấy tờ gì mà dám vô đập nhà, mà để một cái cường quyền ác bá mà để hại dân mà khổ cực. Trường hợp của tôi, với tôi nó cũng nói riêng cá nhân của tôi, tôi là tên là Quỳnh Thị Hồng Loan. Địa chỉ nhà là B198B ở khu phố 1, phường Bình An. Là nhà của tôi là nhà này và bị đập cưỡng chế này là được 9 năm. Từ năm 2009 đến nay 2018 là được 9 năm. Mà khi mà đập nhà tôi là ông này là kiêm chủ tịch phường Bình An, hai người này đã đập nhà trái pháp luật, không có quyết định cưỡng chế mà cũng không có quyết định thu hồi đất, mà cũng không có phương án bồi thường, mà không có hồ sơ bồi thường cho gia đình tôi. Mà khi mà đập nhà tôi cũng không cho tôi vào tạm cư mà để tôi sinh sống. Bỏ tôi gia đình tôi ở ngoài đường hết tới 3 năm rưỡi. Trong 3 năm rưỡi đó thì tôi phải lây lắc ở chỗ này chỗ nọ, và cũng có bà con cũng thương là cho ở đỡ và cũng lây lắc. Thì sau 3 năm rưỡi đó thì cái sự kêu cứu của tôi cũng đến tay được tổ đại biểu quốc hội. Và đặc biệt là ông Quỳnh Ngọc Ánh đã kiến nghị cho tôi vào tạm cư chung cư. Tạm cư chung cư là tạm cư của khu tạm cư An Phú. Tạm cư An Phú hiện tại là tôi ở tới ngày hôm nay để tôi có khiếu nại tiếp. Nhưng mà bây giờ cái khu tạm cư thì nó cũng rất là phức tạp lắm. Chuột bọ dột nát, nhưng mà mình xin lên tạm cư tiếp thì chính quyền không cho. Chính quyền bắt mình đi theo hướng của chính quyền là bắt mình phải lấy chung cư mà phải trả tiền. Thì mình cũng không có trả tiền, tại vì mình đâu có giấy tờ mình đầy đủ, mình đâu có thiếu nợ đâu mà bắt mình phải trả tiền, số tiền mà 900 triệu. Thì tôi không đồng ý cái vấn đề đó. Muốn về nơi ăn chốn ở cũ của tôi. Thứ hai, tôi cũng muốn để ổn định cuộc sống cho con cái tôi nó sau này, chứ không có thể nào mà lây lắc vô này hoài được. Mà chính quyền thì cố tình không chịu giải quyết, cứ này là ngàn nọ. Tôi không có đồng ý cái gì đó. Mà những cái bức xúc của tôi thì không được quan tâm để cứu xét cho nó rõ ràng. Thì sau cái cuộc nói chuyện này, tôi muốn là phải điều tra cái ông này đã làm sai pháp luật của tôi, để khơi ổng ra cái ánh sáng là tại sao, lý do gì ổng dám đập nhà tôi mà không có quyết định cưỡng chế, không có hồ sơ bồi thường, không có khi mà đập nhà tôi lại không cho tôi vào tạm cư. Tôi muốn phanh phui rõ ràng trước cơ quan nhà nước và các để cho vào cuộc. Nếu tôi sai tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi xin cha chịu trách nhiệm, mà nếu ông này sai thì ông này cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Là ý của tôi như vậy. Cái việc khiếu nại của tôi á, nội dung rất là đơn giản và rất rõ ràng. Nhà tôi có tổng khuôn viên 2.120m, trên đó có hơn 300m đất ở. Và khi giải tỏa di rời, tôi không hề có tên trong danh sách di rời và cũng không có quyết định thu hồi đất, và tôi cũng không có xin di rời sớm. Nhưng mà đã ngang nhiên ra làm cái quyết định bồi thường. Mà bồi thường cái gì? Khuôn viên gồm có nhà ở, đất ở, trích lục địa bộ, chọn thửa là thổ cư. Nhưng mà đền bù là đất ruộng săn lấp 200.000 một mét. Đấy, bồi thường như vậy. Còn nhà cửa công trình xây dựng trên đất không bồi thường. Và tôi đã ở ổn định tại nhà của tôi. Nhà có đầy đủ cái hạ tầng kỹ thuật cũng như là hạ tầng xã hội. Điện, nước, đồng hồ, internet, truyền hình cáp, v.v. Tôi có hộ khẩu ở đấy, nhưng mà bảo tôi không đủ điều kiện tái định cư. Như vậy tức là có 3 cái vấn đề cốt lõi. Một là bồi thường đất tầm bậy, thổ cư bồi thường là đất ruộng san lấp. Cái thứ hai không bồi thường công trình. Và cái thứ ba là không đủ điều kiện tái định cư. Trong khi tôi ở ổn định, tôi có hộ khẩu ở đấy mà sao không đủ điều kiện tái định cư. Tôi đi khiếu nại suốt 13 năm qua, coi như gần 2 thập kỷ. Tôi đã từng đối thoại với
10 đời chủ tịch quận 2, phó chủ tịch và kể cả bí thư quận ủy là ủy viên trung ương đảng và ủy viên dự khuyết. Nhưng không có bất kỳ ông nào trả lời được cái chất vấn của tôi về ba nội dung đó. Và cũng không có ông nào ra được bất cứ một cái quyết định giải quyết khiếu nại nào. Có nghĩa là 13 năm nay các ông ấy im lặng, mặc dù tôi có hàng trăm đơn và tôi có hàng mấy chục cái văn bản yêu cầu ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cho tôi. Nếu không đồng ý, tôi đi khởi kiện hoặc tôi đi tiếp. Nhưng mà người ta cũng im lặng. Nhưng cái vấn đề cơ bản hiện nay là đất của tôi lấy đi kêu gọi đầu tư. Hiện nay đang rao bám lô nọ lô kia ở cái khu lõi trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Đó. Trong khi tiền bồi thường của tôi vẫn 200.000 một mét vuông mà đất ở đó là hơn 300 triệu một mét. Và tất cả mọi cái giống như là tôi không có tồn tại trên đời này, tôi không đi khiếu nại và tài sản tôi không có cái gì hết. Thế thì tôi yêu cầu là tôi có 4 văn bản tôi đã gửi ông Nguyễn Thành Phong, tôi yêu cầu là đất đang thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tôi, thành phố không được đem đi kêu gọi đầu tư nếu như không giải quyết cái chuyện đền bù hỗ trợ thiệt hại tái định cư cho tôi đúng quy định của pháp luật. Nhưng cho đến giờ phút này thì ông Nguyễn Thành Phong cũng chưa có làm việc với tôi. Gần đây nhất, Ủy ban Nhân dân quận 2 ban hành quyết định bắt tôi nộp sổ đỏ, cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi á. Nếu tôi nộp qua kia tôi trắng tay, tôi không còn cái gì nữa. Tại sao lại chính quyền làm như vậy? Mặc dù là Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có một cái chỉ đạo là đối với những người trong ranh quy hoạch thì phải giải quyết bồi thường hỗ trợ thiệt hại tái định cư cho người ta đúng quy định của pháp luật. Còn những người ngoài ranh thì chưa phân định được thì giải quyết sau. Thế tại sao không giải quyết dứt điểm cho tôi? Trong khi tôi là người mà đi khiếu nại từ cái lúc đầu xanh. Bây giờ đầu tôi đã bạc rồi, tức là tôi đã khiếu nại 13 năm rồi. Đó, đây là những cái hình thế này, 2009 tôi đã đối thoại cùng với bà con, đây, đối với lại Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và cái hình này là hình mới nhất đây, năm 2018. Thế thì cái việc của tôi nó không khó khăn gì hết, chỉ có là giải quyết cho tôi theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là xong. Cho nên là nhiều lần tôi có đi xin chính quyền, tôi năn nỉ các ông. Bây giờ tôi già rồi, tôi sắp chết rồi. Đầy tôi 13 năm như thế là quá đủ rồi. Tức là đáng lẽ ra là cái giờ này là tôi được an dưỡng tuổi già. Nhưng mà tôi khổ và vì tôi không có tiền đền bù. Tôi chỉ sống bằng lương hưu thôi. Còn thì ốm đau bệnh tật rồi phải tốn tiền để đi làm đơn, đi khiếu nại nữa. Nó đầy ải cái sức khỏe, đầy ái về vật chất cũng như là tinh thần rất là nhiều. Và tôi đã muốn như là van lạy các ông ấy là giải quyết cho tôi đi. Tôi cũng không có đòi quá đáng, miễn là tôi cảm thấy tôi chấp nhận được thì tôi cũng xong. Để tôi còn an dưỡng tuổi già. Bây giờ tôi già như thế này, 77 tuổi rồi, nếu mà không cố tình làm việc kéo dài như thế này, tôi mắc bệnh tim mạch, chồng tôi cũng mắc bệnh tim mạch, lỡ đùng một phát tôi ra đi thì lấy không à. Bây giờ tôi còn sống mà đã có cái ý định lấy không rồi, bắt tôi nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cho nên là tôi không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Thế còn nói về cái việc ngày hôm tiếp xúc với Quốc hội hôm mùng 9, tôi có niềm tin à, tôi có niềm tin. Và đây này, cái niềm tin nó đã thể hiện là vì thực ra là mười mấy năm nay người dân đô thị mới Thủ Thiêm người ta khiếu nại nhưng mà không giải quyết, giống như bịt tai bịt mắt bịt mũi, không biết gì, không hửi thấy gì, không có thấy được cái nỗi khổ của cái người dân. Cho nên là chính quyền dân kệ chúng mày, không giải quyết cho chúng mày thì chính quyền các anh cán bộ vẫn cứ lên lương, vẫn lên cấp lên bậc, còn chỉ có người dân là khốn khổ bần cùng về cái chuyện đó. Cho nên là cái quan điểm phục vụ dân ở đây cũng cần phải xem xét lại. Còn riêng tôi có niềm tin. Tôi có niềm tin là vì bao nhiêu năm nay kêu rồi, rên xiết rồi, không ai nghe. Nhưng mà cái cuộc họp đó tôi nghĩ là nó sẽ thấu đến tận Trung ương. Và tôi nghĩ là ở một cái thời điểm này, Trung ương có lẽ là sẽ không bỏ qua những cái
khốn khổ bần cùng của người dân đô thị mới Thủ Thiêm. Và tôi nghĩ rằng là Trung ương sẽ vào cuộc để giải quyết cho dân. Tôi hy vọng như vậy. Và tôi hoàn toàn có tôi hoàn toàn tin vào cái chuyện như thế. Có nghĩa là tôi tin là không bị chìm xuồng. Nhưng vấn đề ở đây là giải quyết như thế nào? Nó có hai mảng. Vừa rồi thì ông Hưng, Phó Chủ tịch quận, ông có nói là chờ Trung ương. Đấy là cái chuyện nói ngụy biện. Bởi vì ở đây nó có hai mảng. Một cái mảng tức là bồi thường hỗ trợ thiệt hại tái định cư, và một mảng là trong ranh ngoài ranh. Hai mảng đều có sự chỉ đạo của Thủ tướng. Thế thì mắc mớ gì phải bảo là chờ cái gì nữa? Ai trong ranh ngoài ranh, ai về bồi thường hỗ trợ thiệt hại tái định cư thì dứt điểm cho người ta đi. Thế sao lại cứ vin vào là chờ chỉ đạo Thủ tướng. Thủ tướng chỉ đạo rồi, trong ranh bồi thường hỗ trợ thiệt hại tái định cư theo đúng quy định pháp luật, ngoài ranh phải trả lại nhà đất cho người ta, trả lại quyền lợi hợp pháp cho người ta. Nhưng mà nếu mà anh xác định ngoài ranh nó khó, anh phải chờ những cái bộ ngành chuyên môn hay cái gì, thì cái đó anh bảo anh chờ, nhưng mà cũng không thể chờ, không thể giam hãm và cứ chờ suốt cuộc đời người ta, đến đời người ta chưa có giải quyết được, đến đời con đời cháu nữa, như vậy là khổ cho người dân lắm. Thế còn nguyện vọng của tôi là như thế nào? Tôi nói luôn, tôi già rồi, hôm nay tôi còn sống, ngày mai tôi lăn đùng ngã ngửa ra, tôi bị tim mạch. Như cho nên là tôi yêu cầu là rõ ràng cái việc của tôi là quá sai rồi, cho nên là tôi yêu cầu là phải giải quyết, nói chung là tập trung vào giải quyết cho những người già, những người ốm đau, những người có hoàn cảnh như tôi, phải giải quyết cho người ta chứ, không để người ta chết đi lấy không của người ta. Cho nên là khi giải quyết đó, tôi nghĩ là cũng nên cân nhắc những cái trường hợp nó rõ ràng, nó cái thời gian sống của người ta không có còn nhiều nữa, cái quỹ thời gian sống còn nhiều. Nhiều lần tôi yêu cầu các anh thương giùm tôi, các anh hãy đặt địa vị các anh là tôi hoặc cha mẹ các anh là tôi để các anh giải quyết cho tôi nhờ. Đừng có đẩy những cái cụ già gần đất xa trời mà cứ phải đi khiếu nại từng ngày như thế vậy thì tội lắm. Nhưng mà người ta vô cảm. Đấy, người ta vô cảm, cho nên là đây này cô. Đấy, cô có được niềm tin đấy, niềm tin cô tin lắm. Cho nên là bây giờ cái mà cuối cùng cô nói chung cho bà con ấy, cái quyết định 367 đó là một cái quyết định mang đầy tính nhân văn. Đảng và nhà nước nghĩ đến quyền lợi của nước nhưng mà cũng bảo đảm cái quyền lợi của người dân. Cho nên là khi phê duyệt cái quy hoạch này là nhà nước được 640 ha đất trên bờ, 130 mặt nước sông Sài Gòn, người dân được 160 ha đất tái định cư tại cái khu đô thị mới Thủ Thiêm này, chứ không phải là đẩy người ta đi rạch chiếc cắt lái Bình Chưng để mà lấy cái đất mà quê cha đất tổ người ta ở đây, người ta gắn bó muôn đời mồ mả tổ tiên ông bà người ta ở đây. Tại sao người ta phải đào mồ quốc bả tổ tiên ông bà người ta để người ta ngậm ngùi ra đi để thay dân một cái, để cho làm giàu cho những chủ đầu tư kinh doanh địa ốc, để mà những cái người nhà giàu đến ở, còn những người mà tổ tiên người ta hàng trăm năm, 200 năm lập nên cái đất này người ta phải đi. Như vậy tức là cái đồng tiền nó đã làm biến dạng cái Thủ Thiêm, nó không còn mang cái tính nhân văn nữa, không còn mang tính đời nữa và cũng không hợp với ý đảng nữa. Đó. Còn bây giờ nói rằng là quyết định 367 nó cũ rồi, coi như hết thời hạn thời hiệu, như cái kiểu ông phó ông thứ trưởng Bộ Xây dựng nói là ông nói vậy. Bởi vì quyết định 367 thực chất nó là cái gì? Nó là cái giấy giao đất và nó là cái giấy cấp đất, giấy giao đất, giấy cấp đất cho thành phố và cho dân. Một bên anh được 640, dân 160, rõ ràng. Cho nên là ông bảo ông hết giá trị là anh thủ tiêu cái quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Anh không thể tước đi cái giấy cấp đất và cái giấy chứng nhận 160 ha của dân. Anh làm thế là không đúng, cho nên không ai có quyền xóa bỏ cái quyết định 367
đó, nó là cái giấy giao đất và nó là cái giấy cấp đất cho người dân 160 hectare. Vậy thì vấn đề còn lại là gì? Sai thì phải sửa và phải sửa làm sao đó, đó dọn dẹp hậu quả sao cho nó thỏa đáng. Tức là cái gì? Cái nào hãy làm đúng những cái gì mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã giải quyết trước đây 22 năm. Cái gì của dân hãy trả lại cho dân, phải dọn dẹp cho nó sạch sẽ. Cụ thể là cái gì? Nếu như thành phố không tham lam 160 ha đất của dân đó, thì có giải tỏa lố ra, lố để làm tái định cư cho dân, người ta được tái định cư tại chỗ, người ta cũng không la làng lên. Bởi vì giải tỏa đất người ta mà người ta không nằm trong cái phạm vi 640 của anh, người ta nằm ngoài cái đó, người ta nằm ở cái phần là tái định cư. Nhưng bây giờ anh giải tỏa người ta, anh đuổi người ta đi, cho nên là nó mới lình xình ra, người ta mới đòi trong ranh ngoài ranh. Còn anh giải tỏa mà anh xây dựng tái định cư, anh quy hoạch đàng hoàng, anh gom dân của năm phường lại ở đấy thì ai người ta nói gì, phải không? Nhưng tại vì anh quá tham. Với một cái quá tham nữa, đối với những người mà có đất vườn, đất nông nghiệp lớn á, thí dụ như tôi nói, như trường hợp ông Vinh, ông Thường chẳng hạn, người ta bỏ bao nhiêu tiền của mồ hôi, xương máu, nước mắt, người ta dạo dựng cái vườn, và có rất nhiều những cái người mà người ta có được vài ba chục mét, người ta mua xen kẽ trong khu dân cư để người ta làm nhà, đền bù cho người ta là đất ruộng săn lấp 200.000 đồng một mét vuông. Trong khi hồi thành phố đã ngay từ đầu khi quyết định 135 đã nói là đất nông nghiệp là 150, đất vườn 200, đất liền kề là 30% đất ở và đất ở là 2,3 triệu một mét. Vậy thì đất liền kề là 714.000. Nhưng mà ở đây anh lắt léo, khi giá đất tăng, lý ra là anh phải điều chỉnh giá đất cho phù hợp. Nhưng anh không điều chỉnh giá đất mà anh chơi cái trò tức là hỗ trợ tái định cư. Hỗ trợ tái định cư, ai đi thẳng thì anh phát cái tiền đó. Còn ai không đi thẳng, cái tiền đó anh nắm lại, anh bảo để anh xây tái định cư. Rồi sau này người ta mua nhà tái định cư là anh giật luôn cái cục hỗ trợ đó và người bắt đóng 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu một mét. Cho nên người ta mới nói là đền bù dân 18 triệu nếu mà đi thẳng, nhưng mà mua nhà tái định cư thành 20 triệu người ta phải phụ thêm tiền là vậy. Thế còn đối với những người mà đất liền kề, nếu như ngay từ đầu á, cũng hỗ trợ người ta, bởi vì ngay từ đầu là đất liền kề được hỗ trợ 30% đơn giá đất ở, thì khi anh hỗ trợ tái định cư 16 triệu, đất nông nghiệp anh quy đổi 4,5, đất ở anh 1:1, tức là 16 triệu, đất liền kề anh im, anh không có nói gì, là 714.000 như cũ, đáng nhẽ anh phải cộng thêm 30% của 16 triệu, tức là cộng thêm 5 triệu mấy nữa. Thì lúc đó tôi đảm bảo rằng tất cả những cái người mà có đất nông nghiệp kệ lớn ấy, mà đất vườn hoặc là những cái đất mà tổ tiên ông bà người ta để lại ấy, người ta cũng sẵn sàng chấp nhận. Nhưng mà vô lý là anh đứng im, anh không bồi thường, anh để cho người ta 714.000, nó thua cả đất nông nghiệp. Chính vì vậy mà khi thực hiện bồi thường cho tôi á, bồi thường 714.000 cơ. Thế xong bảo thôi bây giờ lấy theo đất nông nghiệp ấy, cho nó được nhiều hơn, được 920.000. Chứ nếu bồi thường đủ thì tôi nghĩ rằng là bồi thường đúng theo quy định thì người ta cũng sẵn sàng nhận để người ta ra đi. Và giải quyết tái định cư người ta theo đúng quy định của pháp luật thì cũng không có cái chuyện trong danh ngoài danh. Thế bây giờ là cái gì? Do chính quyền đẩy cái sự việc đi quá xa, dồn người dân đến tận cùng, mất hết, mất tất cả, gần như mất hết. Và người ta bị đánh bật ra khỏi đô thị mới Thủ Thiêm là cái quyền chính đáng mà nhà nước đã cho người ta. Cho nên là cái gì cũng vậy thôi, con run xéo lắm cũng quằn, tức nước nó phải vỡ bờ. Cho nên là bây giờ nó đã thành như vậy rồi. Đấy, tất cả những cái gì đã được thể hiện trong cái ngày tiếp xúc Quốc hội, đấy là đỉnh điểm rồi. Tới giờ thì tất nhiên là Trung ương vào cuộc chứ chả lẽ lại bỏ mặc dân. Cho nên là tôi chỉ yêu cầu dọn dẹp hậu quả sao cho thỏa đáng, đúng luật pháp thì
an dân và người dân sẽ an lòng tin vào Đảng và Chính phủ, và người ta rất là tin, nhất là bây giờ là củi tươi củi khô cũng cháy, thậm chí dân người ta muốn mang cái lò, bác Trọng đem cái lò đặt giữa trung tâm đô thì mới Thủ Thiêm để bà con đi gom củi bỏ vào lò. Đấy, đấy là tôi là cái người già, tôi đi họp bà con, người ta trao đổi với tôi như vậy, những cái tâm tư như vậy. Người ta bảo, thậm chí người ta còn, bác Trọng ơi, bác Trọng ơi, cứu chúng cháu, cứu tụi con. Bác bưng cái lò bự ơi bác đặt giữa cái bán đảo Thủ Thiêm này để cho tụi con đi gom lửa. Đó, nó là vậy. Người dân Thủ Thiêm của chúng tôi bị bỏ rơi á, khiếu nại khiếu kiện 10 năm nay. Đó, cuộc sống chật vật của những người mà còn bám trụ lại Thủ Thiêm đó, thì các anh chị đã thấy rồi, cái cuộc sống cơ cực của họ. Họ như họ mong muốn là chỉ có mong muốn cái đơn giản thôi, là cái máy ấm cho gia đình thôi, chứ không mong ước gì nhiều đâu. Máy ấm gia đình cho con cái nó, nơi cái che nắng che mưa, nơi ngủ nghỉ để ăn học thôi. Đó là mong ước của người dân Thủ Thiêm. Đó, như trường hợp anh vừa rồi, cái qua cái cuộc trao đổi cử tri thì tụi anh rất là hy vọng là Trung ương vào cuộc để giải quyết thấu tình đạt lý, thấu đáo, đúng pháp luật cho người dân Thủ Thiêm. Còn đối với cá nhân anh thì như là nhà anh là vượt qua 3 lần cưỡng chế không thành, bất thành đó. Thì gia đình anh là coi như là ở bên đường Liên Phường, bây giờ là đường Liên Phường, năm 2023 là đường Liên Phường, nó mặt tiền đường Liên Phường. Rồi nhà đình anh là vừa nơi ở, cũng là nơi để mà gia đình anh làm ăn buôn bán. 10 năm nay rồi, vì nói là nhà anh ngoài ranh đó, nhưng mà 10 năm nay cũng cứ thu hồi cưỡng chế nhà anh. Vì anh, hai vợ chồng anh là như anh là cử nhân kinh tế, còn vợ anh là dược sĩ, mà cứ lấp lấp lo sợ cưỡng chế không có sửa chữa nhà được đó. Để mà đi không có yên tâm đi làm nữa. Rồi hai đứa con đó, anh nó mơ ước là nó được xây nhà mới để có một cái phòng nó được ngủ sớm để đi học, để có chỗ mà học đó. Rồi tụi anh như anh có cái chỗ mà anh kinh doanh buôn bán. Rồi vợ anh cũng yên tâm đi làm. Còn gia đình tụi anh là một cái mong ước gì ổn định cuộc sống. Và được mong là được giải quyết đúng pháp luật thôi. Giống như gia đình anh là mặt tiền đường Liên Phường đó, diện tích là 60m², ngang 42 dài 14m. Là được tiêu chuẩn nền. Đó. Dù dự án nào được tiêu chuẩn nền hết, nhưng mà ép lên bắt là buộc lên chung cư. Đó là trái pháp luật, chả có quy định nào mà cấp nền nó như thế này, đặt tổ chức nền đó, rất nhiều bất cập trong đô thị. Vì cái đô thị mới Thủ Thiêm á, là như thanh tra kết luận đó, 2574 đó, là không có quyết định thu hồi đất, không có phương án bộ đó, nhà anh ngoài ranh cũng thu đó, thu hồi rất mập mờ. Mơ ước á, như con anh nó mơ ước là nó được xây dựng cái nhà nó khang trang đó, nó có một cái phòng để nó ngủ sớm đó. Đó, để có phòng chỗ ngủ sớm rồi đi học, để có cái bàn chỗ có chỗ để mà học, để vui chơi. Đó, nó mơ ước được sống trên cái ngôi nhà của nó, được chung vào các đó thôi. Bản thân tôi tên là Hồ Thị Mai, tôi đi khiếu nại 12 năm, nhà và cái ốt chợ của chúng tôi nằm ngoài ranh quy hoạch, mà tôi đi khiếu nại 12 năm nay. Cũng rất là vất vả và khổ sở, thậm chí buôn bán cái gì cũng là phải dẹp qua hết để đi khiếu nại. Thì ngày hôm nay là bản đồ đã rõ ràng, thì tôi rất là mong chính quyền quận 2 cùng thành phố khắc phục hậu quả cho người dân chúng tôi. Như riêng bản thân nhà tôi, từ lúc mà giải tỏa đến giờ thì là phải vô tạm cư ở, hoặc là ở nhà mẹ thì có mẹ già 90 tuổi và anh bệnh thần kinh, nên con tôi mới học lớp 10 rất là ảnh hưởng, bị bệnh trầm cảm thì tâm lý nữa, tại vì nhà mình mà bị đập phá, nằm ngoài ranh quy hoạch mà bị chính quyền đập phá cưỡng chế, làm cho con tôi con tôi nó trầm cảm luôn đó. Thành ra là
Tôi chỉ mong rằng là ngày hôm nay được ngày 9 tháng 5 vừa rồi được tiếp xúc cử tri thì tôi rất là hy vọng được chính quyền quận 2 giải quyết cho người dân chúng tôi. Tôi trăn trở nhất là tôi rất là bức xúc là khi mà đã giải tỏa sai, đã làm sai mà khi giải quyết khắc phục hậu quả lại còn sai thêm lần hai nữa là tôi có một cái kiosk độc lập 7,5 mét độc lập luôn nằm ở chợ An Khánh, đã vậy mà chính quyền quận 2 lấy của tôi không cấp lại nên tôi rất là bức xúc. Đó, tôi rất là bức xúc điều đó nhất, tại vì tài sản và gia đình tôi chỉ bây giờ chỉ bám biếu vô cái nơi đó để sinh sống mà bây giờ lại không còn gì nữa. Nên mấy năm nay tôi phải lang thang đi khắp nẻo đường, từ đi thành phố rồi qua đi đến Hà Nội luôn. Thì mình phải biết là cái đất của mình, của tôi là ở ngoài vòng quy hoạch. Tại vì cái đường, cái nhà của mình là cái mặt tiền Trần Não, cái đường ra Sa La đó, bên đây cầu Cá Trê đó, là hồi trước tiên là 440 mét là mình có đóng thuế. Mình ở đó hồi năm 78, đất của ông bà rồi cho ra riêng, là vợ chồng ra riêng. Thì sao mà đó là năm 2002 á, thì là mình có cái giấy là quyết định ly dị của hai chồng. Thì khi đó mà xuống là 2004 cái năm gì đó là lúc mình không nhớ, là xuống là đo ra là tách ra hai hồ sơ, mà mình có hai hộ khẩu đàng hoàng. Thì một hồ sơ là coi như là đo trừ cấn hết, thì cái nọ còn có 385 mét. Thì khi đó thì lập cái hồ sơ là hai hồ sơ 200 mét, hồ sơ 185 mét. Nhưng mà khi là cuối cùng là coi như là sắp mà giải tỏa đền bù, giải tỏa là bắt buộc mình phải đi á, thì coi như là gộp lại hai hồ sơ thành một, thì lúc đó thì đền có 200 mét thôi, còn 185 mét là riêng cái hồ sơ là của bà Mai Kim Liên á, thì coi như là không có được đền bù. Tính cũng là giá 200.000 mét đất thôi, thì lúc đó thì coi như là mình phải nhận tiền để đi mua nhà cho con ở. Lúc đó thì mẹ con ở là mẹ quá, con coi thì cứ hâm giải tỏa quá, hâm mà cưỡng chế hoài đâu có biết làm gì. Thì lúc đó mình có thằng con trai là nó bệnh không điếc nữa, nó học ở trên sông Bé nữa, thì buôn bán ở ngoài chợ. Thì coi như lúc đó nhận tiền đi là mua nhà khác, thì còn giờ bị trăn trở là còn 185 mét, dưới là 200 mét đất đó thì đền là 2,2 triệu mét vuông, hỗ trợ 16 triệu là 18,2 triệu. Thì bây giờ coi như là mình biết nhà mình ở ngoài vùng, ngoài ranh mà quy hoạch á, thì bây giờ là ước muốn là mình á, bây giờ thứ nhất là coi như là đất phải trả lại đất cho mình, khi mình lãnh tiền rồi thì mình phải trả lại cho nhà nước. Còn cái thứ hai nữa thì coi như là phải là đền bù cho mình thỏa đáng, chứ bây giờ nhược tỷ đất mình rất là nhiều, dư như vậy mà đền bù như vậy thì mình coi như là không bằng lòng. Thì bây giờ coi như là vấn đề nó đã rõ ràng như vậy rồi, thì bây giờ mình mong là coi như là đài báo lên rồi rất là nhiều, thì mình mong là chính quyền sẽ là có thay đổi mà theo cái bản đồ quy hoạch là hồi năm 96 và thêm là phát biểu cử tri vừa rồi, thì coi như là để cho dân được là coi như là thỏa mãn hay là có một cái gì niềm tin gì đó để cho dân được bình yên trong cuộc sống rồi. Tại vì mình ở đó quận đất Thủ Thiêm là cũng là tốt rồi, ở quận 2 cũng là tốt rồi, nhưng mà giờ cuộc sống rất là khó, nhà ở cũng rất là khó, thì giờ mong muốn là coi như là được là giống như bao nhiêu dân giải tỏa Thủ Thiêm mà thỏa mãn trong cái việc mà nhà nước sẽ là suy tính lại như đó. Bằng nơi ở cũ hoặc hơn thì cô thấy là nhà nước cũng không thể thiệt thòi nhà nước, thì cô chỉ xin được bằng nơi ở cũ để cho cô vẫn kinh doanh, cô vẫn làm ăn. Trong khi cô làm một cơ sở kinh doanh làm ăn như vậy, bây giờ bao nhiêu công nhân của cô thất nghiệp hết, tan nát hết, thành ra cô chỉ mong là cho cô được bằng nơi ở cũ thôi. Dạ. Là đổi thường cho cô bằng nơi ở cũ là nguyện vọng của cô rồi. Dạ. Tại vì tất cả giấy tờ của cô, bản vẽ nhà cửa đầy được xác nhận nhà cô từ trước năm 70, trước thời còn phát thuộc là cô là đất ở, thì phải bồi thường cho cô theo giá đất ở, chứ không thể bồi thường cho cô theo giá đất ruộng 200.000 được.
cô có bản đồ đầy đủ này, kiểm tra nội nghiệp địa chính đầy đủ này. Và bao nhiêu năm nay cô đã khiếu nại lên tới thanh tra chính phủ. Thì ban tiếp dân của thanh tra chính phủ kêu cô là bây giờ về Ủy ban Nhân dân giải quyết, thành phố giải quyết, gửi về lại thành phố giải quyết này, ban thanh tra chính phủ đây này. Rồi cô về thành phố giải quyết, nhưng mà thành phố ban tiếp dân lại đẩy về quận 2, rồi quận 2 nó không có quyền thực hiện thì cũng như không. Bao nhiêu năm nay cô chờ đợi rồi. Từ lúc mà 2000 mấy, cho tới 2004 thanh tra nội nghiệp kiểm tra đầy đủ kiểm đất cai cô cho tới bây giờ là 18, 3 nhân, gần 20 năm rồi. Dạ. Già rồi, 70 mấy tuổi gần chết rồi mà còn chưa được giải quyết nguyện vọng. Thì cô chỉ mong là làm sao được bằng nơi ở cũ và đời sống sinh hoạt cô y hệt như cũ thôi, không mong hơn. Dạ. Chỉ mong thế thôi. Dạ. Dạ rồi, hiện tại thì chờ đợi, có thể là chờ đợi nhiều năm rồi. Chờ đợi quá nhiều năm rồi. Bây giờ thì cô nghĩ là thời gian, cô nghĩ là cái niềm tin về cái thời gian giải quyết sẽ nhanh hơn. Cô tin là bây giờ có thể là niềm tin của người dân được thực hiện. Dạ. Để lấy lại niềm tin của người dân đối với chính quyền nhà nước, đối với đảng. Đó, cô chỉ mong có thế thôi. Đời sống mọi người sống hạnh phúc bình yên như mọi khi thôi chứ không mong gì hơn. Dạ. Thế cô chỉ điều cô mong ước có thế, để ngắn gọn có thế thôi. Dạ. Năm nay là ông 83 tuổi rồi. Đấy, và vợ ông là bà Trần Thị Mỹ là 77 tuổi. Tất cả trước đây, cái lúc mà còn ít tuổi thì ông có thể tham gia được vào những cái chuyện phát hiện những vấn đề sai lầm của Thủ Thiêm để giúp cho cái việc thành phố nhận thấy cái sai lầm của mình. Thế nhưng bây giờ ông già rồi, ông chỉ ở nhà thôi, chống gậy đi. Thì ông chỉ có một cái yêu cầu, tức là ông chỉ đề nghị là chính quyền là phải đền bù ngay cho cái việc bồi thường trái luật, thu hồi đất trái luật, bồi thường trái luật và tái định cư trái luật của chính quyền đối với gia đình ông. Đấy. Cái việc này không phải thành phố bây giờ mới biết, bởi vì dân Thủ Thiêm đã tố cáo từ năm 2007 rồi, tố cáo đầy đủ gửi lên Thủ tướng Chính phủ Hoàn Hoai, nhưng mà đều rơi vào im lặng hết. Thủ tướng Chính phủ lại để cho thành phố tự thanh tra thì làm sao mà thanh tra được? Cho nên là cái kết quả của cái cuộc thanh tra đó là không khách quan, không trung thực, đấy, bao che cho những cái sai lầm của thành phố. Cuối cùng ấy, thì chuyển sang một cái giai đoạn, tức là đối thoại với dân, thì đối thoại ấy, thì sau khi mà cái ông phó chủ tịch Nguyễn Trung Tín, ông ấy không thể trả lời được những câu hỏi của dân, không đưa ra được bất cứ một cái chứng cứ, một cái điều luật nào để chứng tỏ rằng dân là nói sai, mà không đưa ra được một chứng cứ, một cái điều luật nào để chứng tỏ rằng thành phố là đúng. Thế cho nên là cuối cùng ấy, thì ông ấy phát biểu một câu là Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định rằng toàn bộ cái quá trình quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của thành phố đối với dân Thủ Thiêm là phù hợp với pháp luật. Ông Phó Chủ tịch thành phố mà nói thế, mà sau khi đối thoại thì lại nói như vậy. Nói tức là ông tự nói một mình ông ấy mà không phải ý kiến của hội nghị. Nhiều người cứ bảo rằng là bị kích động rồi nói vậy nói bạ, nhưng bản thân tôi là người bị giải tỏa và tôi rất là bức xúc nên gặp đây thì có một cơ hội để tôi được trình bày với phóng viên về cái bức xúc của mình. Về bức xúc của mình ấy, thì bây giờ căn nhà như vậy tôi ở với lại con cháu, tức là tam đại đồng đường, suốt mấy chục năm đến khi giải tỏa đó, thì nhiều khi đất ở, tính là đất nông nghiệp, đền bù có 720 ngàn một mét vuông. Không đi ấy, thì là hết phường xuống này, quận xuống này, rồi là gửi công văn sang công ty. Đấy. Tức là chỗ tôi làm việc để khủng bố, tức là khủng bố để mình là không còn một cái tâm trạng nào nữa. Và cuối cùng mình phải chấp nhận, và chấp nhận với cái quyết định cưỡng chế của quận, chứ không phải là chấp nhận trong cái chuyện mà mình đồng ý. Thế thì con tôi nó mới nói là cái chuyện của bố, bố cho ai thì cho, nhưng mà chuyện của bọn con là phải để bọn con đấu tranh. Thì tôi có nói với con tôi là thôi bây giờ là coi như mình chấp nhận, coi như mình bị ra ngoài, mình bị cướp đường đi. À, thôi thì bỏ đi, chứ bố mệt lắm rồi, bố gần chết rồi. Thành ra là phải chấp nhận.
Đó, thế chấp nhận nhưng mà tôi vẫn khiếu nại và đến bây giờ tôi vẫn khiếu nại. Đó, thì đấy là cái tình hình bản thân. Tuy nhiên á, về nói cái chung á, thì ngay từ đầu thì tụi tôi đã thấy những cái mà nó không hợp lý rồi. Ngay từ đầu tiếp xúc á, tôi đã đề nghị rằng là quy hoạch này á, là căn cứ theo quyết định nào, quyết định của ai, rồi dự án này có được ai duyệt không, rồi đền bù theo phương án nào. Thì tất cả cán bộ nói là bây giờ ông chấp hành thôi, bây giờ cái này là quận chỉ đạo rồi, thành phố chỉ đạo rồi, ông phải chấp hành. Đó, nó là như vậy. Thì như vậy dự án ngay từ đầu là tôi thấy cái hồ sơ pháp lý nó không đâu vào đâu, nhưng mà ý kiến của mình thì chẳng là cái gì cả, và cuối cùng mình phải chấp hành. Cho đến bây giờ thì nói là bây giờ bản thân mình là bức xúc cái gì, thì bức xúc là đền bù không thỏa đáng, và vẫn biết rằng là quy hoạch như thế là pháp lý không đúng, và cái đất của mình lại không nằm trong ranh quy hoạch. Cho nên về cá nhân tôi đề nghị rằng nếu như đất của tôi không nằm trong ranh dự án thì đề nghị đấy là trả lại đất cho tụi tôi, và nếu như tôi đã nhận của nhà nước cái gì tôi trả lại nhà nước cái đó. Đấy, đó là cái mà hợp lý nhất. Còn nếu như đất nằm trong ranh đền bù thì phải đền bù thỏa đáng cho dân. Đó là một điểm về cá nhân. Còn về đô thị mới Thủ Thiêm thì tôi đề nghị rằng là nhà nước nên thanh tra toàn diện. Anh nào sai thì anh phải chịu. Cán bộ to, nhưng mà to gì thì to, nhưng mà bình đẳng trước pháp luật. Do vậy, ở thời điểm đó ông làm to, ông lợi dụng chức vụ quyền hạn, ông làm bậy thì bây giờ ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chịu trách nhiệm với dân. Còn nếu người dân như chúng tôi, những người dân thấp cổ bé họng, dân đen, tôi làm sai cái gì tôi chịu. Đấy, thì bây giờ là về đô thị mới Thủ Thiêm thì tôi đề nghị như vậy. Thanh tra toàn diện đi, ai sai người đó chịu. Người làm lớn mà làm sai phải chịu nhiều hơn dân. Còn dân đen tụi tôi sai cái gì tụi tôi chịu. Cái văn bản 2596 của sở Tài nguyên Môi trường ngày 7 tháng 5 2013 đã khẳng định là cái bản đồ 02BB nhá. Bản đồ 02B là bản đồ thu hồi và giao đất. Đó, ngày 3 tháng 5 2022 đấy là dựa trên cái bản đồ 02B đấy, nêu trên đó là cái thành phần của quyết định 197 ngày 10 tháng 5 2002 của Ủy ban phố được lập căn cứ trên cái bản đồ quy hoạch được duyệt bởi các quyết định 18176 ngày 14 tháng 10 1997 của kiến trúc trưởng, và cái bản đồ quy hoạch chi tiết 1/5000 ngày 16 tháng 9 1998 của kiến trúc trưởng. Đấy, thì cái bản đồ 2B này là dựa trên hai cái quy hoạch chi tiết đấy nhá, để thực hiện cái bản đồ 2B này nhá. Đó. Nhưng hiện nay cái bản đồ 13585 ngày 16 tháng 9 1998 đấy nó đã bị làm giả. Đây, cụ thể là tôi đã làm việc với lại chúng tôi đấy, đã làm việc với Sở Kiến trúc và đã có cái biên bản làm việc như thế này, và chúng tôi đã chụp được các cái dấu mộc của cái bản đồ 13585 ngày 16 tháng 9 1998. Đây, biên bản làm việc của cái ngày mùng 5 tháng 9 2014. Giám đốc Sở Địa chính nhà đất, giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc là ông Trần Chí Dũng đã tiếp chúng tôi, và khi đưa cái bản đồ gốc ra để chúng tôi đánh giá, thì tại cái bản đồ gốc đó thì chúng tôi đã chụp được ba cái dấu mộc và chữ ký của ông Lê Văn Năm. Thì đây là cái bản, tại vì cái bản đồ 13585 đấy là gồm có hai mảnh, gồm có ba mảnh. Mảnh thứ nhất theo hướng từ bắc, từ nam lên bắc. Đây, từ nam lên bắc đây. Chữ ký này là chữ ký sống, dấu này là dấu ông Lê Văn Năm. Đây là chữ ký thật và con dấu thật được xác định trên tất cả các quyết định mà ông Lê Văn Năm ký duyệt cũng như là trình duyệt. Đó. Còn đây là cái mảnh thứ hai và mảnh thứ ba đều là con dấu khác và cái chữ Lê Văn Năm hoàn toàn khác với lại tất cả các cái chữ ký và con dấu Lê Văn Năm mà tôi có trong hồ sơ. Đó thu thập được. Đều khác rất tinh vi ở cái chỗ là chữ Lê này, chữ L này với chữ L này. Đây. Đây. Cái nét đá lên là nét cong mà nó cong hơi vô một tí, nhưng cái nét L này nó đá lên nhưng mà nó đi về một hướng, không cong vào, không cong vô. Thứ hai là chữ M này. Chữ M này hai nét song song với nhau, nó chỉ cong ở cái chỗ này. Ở đây cũng cong nhưng mà nó lại không song song, cái nét này nó hơi dọi ra tí so với chữ N này. Đó. Cái thứ ba là chữ M, toàn bộ hai cái này đều có cái bản gốc của nó. Tất cả các cái chữ M trong các cái tài liệu có thật
thì cái chỗ chữ led mở đá lên này bị gãy khúc hết, bị gãy kéo ngang, còn đây là nó đá cong lên. Đó là chỉ về mặt hình thức. Trong cùng một ngày cả ba mảnh trên của quyết định 135 năm được ký trong cùng một ngày. Đây đây, cái này cũng ký ngày 16 tháng 9 1958, nhưng con dấu chữ ký như thế này và con dấu như thế này, còn cái này cũng là ngày cùng ngày, 16 tháng 9 1998, cái này cũng vậy, là tờ thứ nhất từ dưới lên, tờ thứ hai và tờ thứ ba. Tại sao hai cái này lại có chữ ký và con dấu khác nhau? Bởi vì cái ranh giới của cái tờ thứ hai và tờ thứ ba đã thay đổi, đã hoàn toàn thay đổi, mất hết phần còn lại của phường An Đông, mất hết cái phía đông, mất hết phường An Khánh và mất luôn cả cái bình khu phố 1, khu phố 2 Bình Khánh và cái khu phố 1 phường Bình An. Đấy, hoàn toàn mâu thuẫn với tất cả các văn bản trình duyệt và phê duyệt. Đấy, thì rõ ràng ở đây là cái bản đồ 135-55 các anh đã làm giả, và làm giả thời điểm nào tôi cũng xác định được. Sau năm 2004 được thể hiện trong cái văn bản 385. 385 đây, văn bản 385 của quận ủy trả lời chúng tôi rất rõ như thế này. Đấy. Nói nhưng mà vẫn chưa chứng minh được cái bản đồ đã điều chỉnh. Đấy. Đây, cái văn bản 385 đây. Đấy, cái văn bản 385 đây. Đấy, của quận ủy ngày mùng 2 tháng 8 năm 2004. Nói rất rõ. Đây. Chị đây này, cái nội dung này nói rất rõ như này nhá. Ủy ban dân quận rà lại dân dự án nếu đúng theo quy hoạch chi tiết đã điều chỉnh như phòng quản lý đô thị trình thì giải thích rõ cho dân hiểu nhá. Trình tự thủ tục thu hồi đất đã đủ và đúng quy định pháp luật. Việc xây dựng nâng cấp một số trường học là do nhu cầu đảm bảo lớp học cho nhân dân trong khu vực. Rồi. Rồi. Rồi thì có quay lại, rồi còn lại đấy là rõ ràng tại thời điểm này nhá, tại thời điểm này thì cái 13585 là cái quy hoạch chi tiết đầu tiên. Đến cái điều 2 của quyết định 6566 ngày 27 tháng 12 năm 2005. Tại điều 2 của quyết định này mới có nội dung quyết định này thay thế quyết định 13585 ngày 16 tháng 9 năm 18. Vậy thì cái bản đồ quy hoạch chi tiết đã điều chỉnh mà quận ủy trả lời cho chúng tôi là cái bản đồ nào? Giống nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ nào? Đấy, cần phải làm rõ. Khi mà chi bộ chúng tôi đặt vấn đề là bản đồ 1/5000 và 1/2000 treo ở đâu thì không ai chỉ được. Đó. Đấy, thì ở đây rõ ràng là cái bản đồ 13585 hiện nay đã sử dụng là bản đồ bất hợp pháp, có dấu hiệu hình sự liên quan đến chữ ký và con dấu. Đó. Đến thứ hai là cơ sở để lập cái bản đồ 6565 và 6566 nhé, thì văn bản 7393 của ông Lê Hồng Quân báo cáo Thủ tướng Chính phủ năm 2007 và cái thông báo 561 ngày 6 tháng 8 năm 2009 cũng khẳng định là cái bản đồ 6565 và 6566 này đây là dựa trên cái nền của bản đồ 2B, dựa trên cái nền của bản đồ thu hồi đất năm 2000, họ không cần phải đi đo lại, họ dựa trên cái nền của bản đồ thu hồi đất năm 2000 ở đây. Đây, cái bản đồ 6565 và 6566 là dựa trên cái nền của bản đồ thu hồi đất năm 2000 để họ lập cái đồ án, lập cái bản đồ quy hoạch 1/5000 và 1/2000. Mà cơ sở để lập cái bản đồ 1/2000 và 1/5000 và 1/2000 là gì? Là căn cứ vào cái quyết định 65. Quyết định 65 của Ủy ban phố ở đây, quyết định 65 của Ủy ban phố. Tôi nói cái này chút xíu thôi, rồi là xong. Đây, là để tôi chứng minh là cơ quan chức năng phải vào cuộc để đánh giá cái bản đồ 6 là bản đồ 13585 ngày 16 tháng 9 năm 1998. Tại sao trong cùng một ngày lại có hai con dấu Lê Văn Năm và hai chữ ký Lê Văn Năm khác nhau và nó mâu thuẫn về ranh giới của cái tờ số 2 và tờ số 3, nó mâu thuẫn với tất cả các văn bản trình duyệt và phê duyệt và mâu thuẫn với tất cả các cái tài liệu chứng cứ mà chúng tôi thu thập được trong dân gian trong vấn đề quản lý nhà nước về cái quy hoạch này. Thực tế thì tôi rất có niềm tin đối với lại đảng và cơ quan bảo vệ pháp luật. Nhưng hiện nay, nhá, cái niềm tin đó cũng rất khó. Bởi vì bây giờ mà làm đúng, kết luận đúng, tôi nghĩ rằng là có ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự. Do đó mà tôi rất ngại trong vấn đề đấy, rất khó trong vấn đề mà kết luận đúng bản chất của cái dự án đô thị này. Thu hồi vượt bao nhiêu hecta, bản đồ nào thật, bản đồ nào giả. Đấy, rõ ràng như thế thì cực kỳ khó. Mà sự thật là tôi chưa cần phải đến cơ quan
cơ quan bảo vệ pháp luật là công an vào cuộc. Ở đây tôi có tất cả các tài liệu để chứng minh Thủ tướng Chính phủ có phê duyệt bản đồ hay không đều nằm trong văn bản này. Đấy. Và ranh giới của nó tới đâu đều nằm trong văn bản mà chúng tôi có. Và thời điểm còn 2009 vẫn còn bản đồ 367. Tôi khẳng định điều đấy. 2009 tức là sau khi có cái văn bản 7393 của ông Lê Hồng Quân báo cáo Thủ tướng là năm 2007. Rồi đến cái kết luận thanh tra thành phố là ngày 6 tháng 8 năm 2008. Và đến cái thông báo 561, thông báo kết luận 561 là ngày 6 tháng 8 là năm 2009. Là vẫn còn bản đồ để so sánh An Nội Đông với cái quyết định 367 là còn một phần nằm ngoài. Và so sánh cái 4,3 hectare của xã An Khánh, huyện Đức Lây thuộc khu một phần An là không nằm trong quyết định 367. Và so sánh cái việc giảm 22 hectare của quyết định 1355 à, so với lại cái bản đồ 367 là vẫn còn. Ba văn bản đó đã khẳng định là thời điểm còn bản đồ để mà đối chiếu, bởi vì quyết định 367 không nói tới bản đồ, nhưng mà ở đây trong quyết định 367 người ta chỉ cần viện dẫn cái này thì phải biết rằng là có bản đồ được phê duyệt. Đây, người ta chỉ cần căn cứ vào nghị định 91 ngày 17 tháng 8 năm 1994, rõ ràng là phải có đồ án được phê duyệt, và tại cái điều này, điều 2 này cũng nói rất rõ. Đây. À. Ban hành điều lệ quản lý xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thế thì cái ban hành cái văn bản để mà quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm là quản lý cái gì? Quản lý đất đai, quản lý cái khu vực quy hoạch đã được Thủ tướng phủ phê duyệt. Chứ ai mà ban hành cái văn bản để mà quản lý cái quyết định này? Quyết định này có gì đâu mà quản lý? Quản lý là quản lý cái đồ án đã được duyệt. Đấy, còn Thủ tướng Chính phủ có phê duyệt hay không? Đây, được thể hiện trong cái văn bản này.